chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Tiên Hồn Family nha. Thì hôm nay Tiên chia sẻ với các bạn về cái gạo ngon nhất thế giới các bạn ơi. Thì hồi tối gia đình Tiên đi vào Co-op Mart mua các bạn. Đó, đây nè các bạn ơi. Thì gạo ST24 của Sóc Trăng á các bạn, của kỹ sư Hồ Quang Cua đó các bạn. Trồng thì đạt được cái hạng nhất của giải thi gạo ngon nhất thế giới ở Philippines vào tháng 11 năm 2019 đó các bạn. Đó, thì cái gạo này là các bạn ơi, Tiên mua nè các bạn. Gạo ST24 và 25 là gạo được đạt giải ngon nhất thế giới đó các bạn. Đó, thì hôm nay Tiên sẽ nấu cơm với gạo ngon nhất thế giới, xem coi nó ăn nó ngon như cỡ nào các bạn. Hồi đó vợ giờ thì nghe cái gạo này rồi nhưng mà không có biết là chưa có ăn thử bao giờ. Hôm nay sẽ mua ăn thử các bạn ơi. Đó, thì bây giờ Tiên sẽ chuẩn bị cái nồi cơm đây. Bye bye. Và Tiên sẽ gạo thơm thượng hạng các bạn ơi, chắc là ăn ngon lắm đây. Bây giờ Tiên sẽ cắt thử nha. Này là của cô Úc Mắc bán á các bạn, nên là không có sợ bị giả mạo đâu các bạn. 5kg này là 134.000 như vậy đó các bạn, nhưng mà nó đang giảm giá còn 121.000. Đó, bây giờ Tiên sẽ nấu ha. Wow, này gạo nè các bạn. Thì gia đình Tiên á ăn hai lon rưỡi này thôi các bạn. Đây là cái lon này là lúc mình mua nồi cơm điện á, người ta cho mình để đông gạo đó các bạn. Bây giờ Tiên sẽ bắt lên thử coi nó ngon như thế nào ha. Đó, mời các bạn đón theo dõi xem nên Tiên nấu gạo này ăn ngon như thế nào và cho mọi người biết cái cảm nhận về gạo ST24 ngon nhất thế giới này nha. Tiên đã nấu cơm gạo ST24 chín rồi nè các bạn ơi. Bây giờ Tiên sẽ thưởng thức thử cái gạo này coi như thế nào nha các bạn. Wow, nhìn chén cơm rất là ngon, thơm đó các bạn. Wow, thơm quá. Tiên để vừa nước thôi cho nên nó không nhão cũng không cứng nha các bạn. Đó, thì hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm Canh Tí các bạn ơi, cho nên Tiên ăn chay đó đó. Thì cái clip hướng dẫn nấu món ăn chay này á, Tiên sẽ up trên cái kênh Tiên Hồ TV nha các bạn. Còn cái kênh này là Tiên để thưởng thức cái món ăn Tiên đã làm ra thôi các bạn ơi. Đó, thì đây nè các bạn, đây là món đậu hũ kho nấm đông cô, rất là ngon nè các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không? Đó, rất là ngon luôn. Hôm nay thì Tiên ăn chay các bạn, gần ngày mai là ngày 4 rằm tháng 7 rồi các bạn ơi. Đó, Tiên ăn với lại dưa leo cà chua, lại tráng miệng là dưa leo trắng. Đó, dưa leo trắng hôm bữa Tiên mua ở trong Bách Hóa Xanh á là 1kg 27.000, nhưng mà nó giảm còn cái 1kg 21.000 các bạn. Đó, mời các bạn ăn cơm với Tiên nha, ăn thử cái gạo ST24 này như thế nào và cái món đậu hũ kho nấm đông cô này như thế nào nha các bạn. Ngon quá, mời các bạn ăn với Tiên nha. Thử miếng nấm đó, Tiên rất là thích ăn nấm luôn á. Rất là ngon nha các bạn. Vừa ăn cay cay của tiêu với lại ớt, thơm hành, tỏi, hành tím hồi nãy mình cháy đó các bạn. Bạn nào muốn xem cái cách nấu đậu hũ kho nấm đông cô này á,
thì qua kênh Tiên Hồ TV của Tiên nha. Tiên chia sẻ trên kênh đó và Tiên sẽ ghim cái bình luận của cái kênh đó ở dưới video luôn á các bạn. Các bạn muốn tìm hiểu thì qua kênh đó xem nha. Ngon các bạn ơi. Hôm nay á, ông xã Tiên đi làm hôm buổi trưa không về, các bạn ơi, ăn một mình. Bé Thơ thì đi học và chiều mới về các bạn ơi, nên giờ ăn có một mình. Ăn cũng miếng nhỏ bổ. Ngon quá các bạn ạ. Thì cái món này Tiên cũng học ở trên mạng á các bạn. Thì lần đầu tiên làm luôn đó, nhưng mà lần đầu tiên làm nó thành công các bạn ơi, rất là ngon. Cái gạo này thì á nó không dẻo quá, không khô quá, thơm, rất là dễ ăn, gạo ngon. Gạo mà ngon các bạn là các bạn ăn với đồ ăn gì cũng cảm thấy ngon hết về chấm trao hoặc chấm tương. Tương hổ các bạn ăn từ sáng tới chiều là bắt đầu ngán rồi, dội rồi, ăn không nổi đó. Rồi đi lên mạng đi học mấy cái món này nè, đi làm ăn thử thấy rất là ngon mà không có bị ngán, không bị dội như là mình ăn chay đơn giản mà không có đầy đủ chất bằng. Cái này thì nó đầy đủ chất hơn đó. Rồi thời kho cái đậu hũ kho nấm này á, thì mình mua loại đậu hũ chiên á các bạn, nhưng mà chỗ Tiên không có, chỉ có bán đậu hũ non thôi, nên là Tiên mua đậu hũ non. Với lại Tiên cũng không thích ăn chiên dầu mỡ các bạn, chiên dầu mỡ nhiều ngán lắm, nên là làm đậu hũ non ăn cũng thích ăn đậu hũ non nữa. Ôi các bạn thấy không, dựng hết chén cơm nè, hào cơm quá. Dưa leo dùng thấy ngon mà. Món này trong xã Tiên thích lắm mà trưa nay không có về, chiều mới về ăn được. Ngon quá các bạn ơi. Tiên ăn hết hai chén cơm luôn nè các bạn. Hao cơm mới sợ. Món nấm đông cô kho đậu hũ này rất là ngon các bạn. Các bạn thử làm đi, chắc chắn sẽ không có thất vọng ha. Tiên ăn hết hai chén cơm mà còn gạo ngon nhất thế giới, với lại ăn với cái món ngon nhất thế giới luôn, nên hào cơm quá đó. Thì Tiên không có ăn nữa mà Tiên sẽ tráng miệng đây, tráng miệng bằng miếng dưa lê trắng.
Thì dưa leo trắng này các bạn, cái mùi nó giống hệt dưa gang với lại dưa lưới luôn. Nhưng mà nó giòn nó ngọt hơn dưa gang, nhưng mà nó không có ngon bằng dưa lưới. Mà dưa lưới là ngon nhất từ tới dưa lê và cuối cùng là tới dưa gang. Tại vì á, dưa gang nó lạ, các bạn ăn thì các bạn phải thêm đường, thêm sữa. Còn cái này thì không cần, nó ngọt sẵn. Ngon quá. Ăn cơm kiểu này không có sợ mập đâu các bạn. Mình ăn chay là món ăn thanh tịnh. Đồ ăn thanh tịnh không à. Không sợ mập. Thì cái gạo này đúng công nhận là ngon thật các bạn, rất là ngon. Bạn mua về ăn thử đi. Dưa lê này thì các bạn vô Bách Hóa Xanh nó sẽ có bán. Ăn thử cho biết các bạn. Thường á, Tiên gặp mấy cái trái cây mà lạ lạ Tiên hay mua về ăn thử. Trái nào ngon thì mình thường mua về ăn, còn trái nào không ngon mình nghỉ ăn. Như trái kiwi á các bạn. Trái kiwi mọi người bảo ăn tốt cho sức khỏe, ăn ngon, nhưng mà Tiên ăn không có được nha các bạn. Mua về ăn không được luôn, dục bỏ luôn các bạn. Kỳ. Tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video ủng hộ Tiên nha. Nhớ cho Tiên một like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video của Tiên nữa nha. Còn bây giờ thì Tiên xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.